thanh tịnh, thù thắng nghiệp, cụ túc chư công đức, thì cố hữu trí nhân, ái lạc thường tu tập. Thanh tịnh thù thắng, nếu như bạn không tỉ mỉ mà thể hội thì bạn không có được. Quả như có thể tu hành đúng pháp, họ có thể đạt được. Hai ngày trước có một vị đồng tu ở Hồng Kông, năm xưa giảng kinh ở Hồng Kông. Bà là một trong những thính chúng của chúng ta. Hôm trước đến đây thăm quán trưởng, tôi nhìn thấy bà rất tốt, tướng mạo của bà thay đổi, đổi tốt hơn, tu hành chân thật, có chút công phu. Thành tích là cái gì? Thành tích ở trên hình tướng, thể chất của bạn, bạn khỏe mạnh, tướng mạo của bạn chuyển biến, dung mạo sáng lạng. Đây là bạn tu hành biểu lộ ra bên ngoài, người ta vừa nhìn thì biết được. Con người này rất khó được. Giờ lúc đó tôi giảng kinh, người chân thật tu hành phải tu tâm thanh tịnh. Thật muốn tu tâm thanh tịnh, tốt nhất thế nào? Báo chí, tạp chí, truyền hình, phát thanh đều xa lánh. Bà thật nghe lời. Dường như bà 11, 12 năm rồi không có xem qua báo chí, không có xem qua truyền hình. Bà rất là an lạc. Bà nói bất cứ việc gì đều không biết, mỗi ngày thiên hạ đều thái bình, hân hoan vui vẻ, không biết đến bất cứ thứ gì. Bà nói Hồng Kông xảy ra việc gì đến hỏi bà thấy đều không biết. Bà chỉ biết niệm A-di-đà Phật, đời sống mỗi ngày đều rất an vui, mỗi ngày thiên hạ thái bình, không biết đến bất cứ việc gì. Bà từ chỗ này bà được tâm thanh tịnh. Cho nên những báo chí, tạp chí, truyền hình làm loạn tâm người ta. Bạn mỗi ngày xem những thứ này, tâm của bạn làm sao có thể có được thanh tịnh? Làm sao mà bạn không nghĩ tưởng sằng bậy? Cho nên bạn thật muốn cầu thanh tịnh thù thắng. Cái thù thắng này là niệm Phật giảng sanh, bất thoái thành Phật. Bạn phải hạ cái quyết tâm, ta ngay trong một đời này nhất định phải thành tựu. Bạn phải y giáo phụng hành. Vào thời xưa, tự viện am đường, đạo tràng đều xây dựng trong núi sâu, nơi mà giao thông rất không thuận tiện, chính là tránh khỏi những chướng ngại này. Hiện tại thì không được. Hiện tại cho dù khi ở trên núi cao, máy truyền hình vẫn có thể mở ra được, thật là phiền phức. Người càng ngày càng khổ cực, càng ngày càng đáng thương. Ngay trẻ nhỏ 1-2 tuổi, hạnh phúc tuổi thơ của trẻ nhỏ hiện nay không còn. Chúng xem truyền hình mỗi ngày, vừa sinh ra thì xem truyền hình. Cho nên trẻ nhỏ mới mấy tháng tuổi, trẻ nhỏ 7-8 tháng, chúng đã biết nghe giọng nói, nhìn sắc mặt, chúng đã biết định người lớn. Đồng tâm không còn, thiên chân không còn. Chân thật là đáng tiếc. Cho nên người làm sao mà tái lai? Không thể tái lai, quá khổ rồi. Ở vào xã hội nông nghiệp thời trước, khi còn tuổi thơ ấu, thiên chân đại khái luôn có thể giữ được đến, có người có thể giữ đến được 15-16, 12-13 là rất bình thường. 12-13 tuổi không hiểu việc thế gian, chân thật là một mảng chân thành, một mảng thiên chân. Hiện tại trong xã hội ngày nay, chúng ta không còn xem thấy nữa. Ngày trước đi học rất an vui, đọc sách rất thích. Hiện tại đi học quá cực, quá khổ cực. Tôi thấy học trò vác một cái cặp to đến trường, không thể làm người. Nếu làm người, ây da, phải đi học đến trường quá khổ cực. Cho nên quyết định không thể tái lại. Trở lại cái thế gian này, nhất định phải thành Phật, thành Bồ Tát, thừa nguyện tái sanh thì được.
nếu nương nghiệp lực mà đến thì không thể đói. Nhân sanh quá khổ, thị cố hữu trí nhân, ái lạc thường tu tập. Người chân thật có trí tuệ, họ quyết định chọn lựa niệm Phật, giảng sanh bất thoái thành Phật. Quyết định chọn lựa tu tâm thanh tịnh. Trong đây yếu lĩnh trọng yếu chính là nhìn thấu, buông xuống. Chân thật nhìn thấu, chân thật buông xuống, bạn liền được đại tự tại. Bạn mới có hạnh phúc chân thật. Cho nên không buông xả là ngu si.